quá đau đớn và xót xa. Người vợ trẻ gào khóc gọi chồng trong tuyệt vọng. Anh Đào Duy Khánh đã không may bị tử nạn ở đất nước Hàn Quốc xa xôi. Hôm nay đưa anh về với đất mẹ, để gia đình, bố mẹ anh và người thân được tổ chức lễ tang cho anh tại nhà riêng. Và giây phút sinh ly từ biệt này, để nghe lời điếu văn về anh Đào Duy Khánh. Kính thưa hương hồn anh Đào Duy Khánh, kính thưa các vị đại diện cho chi bộ đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, khu dân cư của thành phố Sơn Tây, phường Tân Biên, kính thưa các quý vị đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân kinh doanh buôn bán nơi mà người thân trong gia đình đã và đang lao động, học tập, công tác. Kính thưa toàn thể các quý vị đang có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Anh Đào Duy Khánh sinh ngày 14 tháng 4 năm 1993, quê quán Ân Thi, Hương Yên, trú quán tổ 4 phường Hương Yên, thành phố Thái Nguyên. Lúc còn nhỏ, anh được bố mẹ nuôi ăn học đến nơi đến chốn tại trường nhà ở Thái Nguyên. Năm 2015, anh được gia đình bố mẹ cho đi du học ở nước ngoài tại Hàn Quốc. Ở đây, anh chăm chỉ học tập, được bạn bè thầy cô yêu mến. Năm 2012, anh làm quen với chị Đặng Thị Ánh. Hai người đã kết thân và xây dựng gia đình với nhau tại Hàn Quốc. Chị Đặng Thị Ánh, người cùng học, cùng du học với anh, đồng thời cũng là người cùng quê nên hai người kết duyên vợ chồng. Anh chị đã có một cháu trai mới sinh trong năm nay, cháu còn rất nhỏ. Gia đình anh chị rất sống lên Hàn Quốc, vậy mà tối nay anh lại trở về quê lạc lõng bởi một tai nạn rủi ro bất ngờ ở nước ngoài không thể lường trước được. Anh Đào Duy Khánh hưởng dương 32 tuổi. Kính thưa hồn anh Đào Duy Khánh, sinh bất hèn tử bất kỳ, ô cũng là số kiếp trời đã định mà mỗi con người chúng ta sống ở trên đời, trên thế gian này ai ai cũng phải chịu chấp nhận số phận, không cưỡng lại được. Bởi số phận xấu số phận mỏng, xin được cầu cho linh hồn anh về nơi với tổ tiên ở nơi chín suối được siêu thoát mồ yên mà đẹp. Anh đi xa nhớ về phù hộ cho gia đình, cho mọi người chúng tôi được mạnh khỏe, bình an, anh nhé. Kính thưa gia đình thân chủ, trong giờ phút đau thương mất mát vô cùng lớn lao của gia đình hôm nay, thay mặt ban tổ chức tang lễ và mọi người chúng tôi xin được chia sẻ những đau thương mất mát tan vỡ của gia đình, mong gia đình những đau thương giữ gìn hạnh, giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống để làm yên lòng người tan vỡ. Kính thưa toàn thể các quý vị đang có mặt trong buổi tang lễ anh Đào Duy Khánh hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ và gia đình tang chủ xin được cảm tạ những tình cảm vô cùng quý báu, những lời thăm hỏi an ủi động viên chân tình của các quý vị dành cho gia đình và lời diễn biệt dành cho anh Khánh. Chúng ta đã có mặt đông đủ để chuẩn bị tiễn đưa anh Đào Duy Khánh của đây tiên nghỉ cuối cùng nghiêm trang chu đáo. Trong năm tháng vừa rồi không tránh khỏi những thiếu sót trong tiếp đón các quý vị chưa được chú đáo vẹn toàn, kính mong mọi người hãy được đứng trong gia đình cho ban tang lễ để vĩnh biệt anh Đào Duy Khánh một lần cuối trước giờ lên xe tang. Mọi người chúng ta sẽ dành một phút im lặng, phút bàn việc bắt đầu. Tôi xin cảm ơn quý vị.
ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đào Văn Khang đại diện gia đình lên có lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị, kính thưa các cơ quan đoàn thể, kính thưa các ông bà, cô dì chú bác, anh em bạn bè, thân hữu, xóm giềng gần xa, cháu của tôi là Đào Duy Khánh, lô hàng số đã từ trần hồi 10:22 ngày 25/7 năm 2024. Tại đất nước Hàn Quốc xa xôi, hưởng dương 32 tuổi. Kể từ lúc chúng tôi ra đi, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cơ quan toàn thể, ông bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, xóm giềng để có thể nhanh nhất đưa chúng tôi về nhà và tổ chức cho cháu một đám tang chu đáo, đàng hoàng, trang trọng. Giờ đây không biết nói gì hơn. Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng cảm tạ đến quan tang lễ tổ dân phố, gia đình thông gia. Xin cảm tạ với tất cả các ban ngành, tổ chức, cá nhân đã động viên, chia sẻ cùng gia đình chúng tôi, cùng viếng và tiễn đưa cháu tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều thiếu sót, gia đình chúng tôi xin được mọi người tha thứ. Chào Duy Khánh Gia Xe, ban tổ chức chúng tôi xin nhờ tất cả anh em thanh niên chuyển hết vào hoa Gia Xe và cũng xin nhờ thanh niên là chúng ta trong nhà đi ở chỗ của Kính thưa quý vị, giây phút sinh ly từ biệt cuối cùng, mọi người đã tề tựu về đây để tiễn anh về với lòng đất, nơi an nghỉ cuối cùng, nơi cõi vĩnh hằng. Anh yên giấc ngủ ngàn thu. Đào Duy Khánh hưởng dương 32 tuổi đời. Anh ra đi bỏ lại người vợ trẻ, đứa con mới hơn 1 tháng tuổi. Quá xót xa khi con chưa biết mặt cha, cha cũng chưa một lần được ôm con vào lòng. Bố mẹ kể từ nay cũng không còn chỗ dựa về tuổi già. Ngày hôm nay tại nhà riêng của anh Đào Duy Khánh rất đông đảo người thân, cô dì, chú bác, anh chị em bên nội bên ngoại, những người bạn của bố mẹ anh Khánh.
cũng đã tề tựu về đây để thắp cho anh một nén nhang và tiện anh đi một đoạn đường núi, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai ai cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với anh khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng lại vắn số khi ẩn tổ tiên. Trong nỗi xót xa và đau đớn, những người thân, những người anh em ruột thịt, những bạn bè của bố mẹ anh Khánh đã về đây rất đông. Ai ai cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với Đào Duy Khánh, thương cho anh vì tuổi đời còn quá trẻ. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu dự định dở dang kể từ đây đã mãi mãi không bao giờ thực hiện được nữa. Không biết nói gì hơn trong giây phút này, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể táng quyến. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này để ổn định về mặt tinh thần, sức khỏe cũng như công việc làm ăn sau này. Mong người vợ trẻ cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn này trong cuộc đời để chăm sóc cậu con trai bé bỏng khôn lớn. Nơi chín suối, anh Đào Duy Khánh cũng sẽ được an ủi phần nào. Xin được cầu chúc cho hương linh của anh Đào Duy Khánh sớm được vãng sinh về cảnh giới an lành. Quý vị đi ngang qua, nếu xem được video này, xin để lại một lời niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng công đức cho hương linh của anh Đào Duy Khánh được về cảnh giới an lành. Mời quý vị xem tiếp phần còn lại của video tiễn đưa anh Khánh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về mặt tâm linh, thầy làm lễ an táng cho anh Đào Duy Khánh như thế nào? Có điều gì ở trong video? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần còn lại.